Rồi các bạn, bây giờ mình bắt đầu làm món mới nha mọi người. Món này là món thanh long dầm sữa à. Các bạn ăn thanh long rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Nhưng mà cái món này thì ít người làm lắm mọi người. Nhưng mà thật sự món này rất là ngon nha. Mùa nắng là uống cái này, ăn cái này là ngon lắm mọi người ạ. Rồi bây giờ mình xẻ thanh long ra nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Thanh long học trò cho đó mọi người, rất là nhiều luôn. Mà ăn không ăn hoài thì chán quá. Bây giờ mình chuyển qua làm món thanh long dầm sữa nha. Ok, mình làm thôi. Thì thanh long mình cũng cắt từng miếng miếng để tí xíu mình cắt nhỏ vô ly nha mọi người. Rồi bây giờ mình cắt thanh long vô ly luôn nha mọi người. Đó. Ha, mình cắt cái kiểu giống như hạt lựu qua mọi người ha. Thì chút xíu thật ra mình cũng dầm thôi mọi người. Dầm với lại sữa. Thì một trái thanh long mình có thể làm rất là nhiều ly ha mọi người ha. Có thể làm từ 3 đến 4 ly lận á, nhiều lắm. Có một miếng này mọi người thấy không, có thể làm gần ly vậy nè. Rồi sau khi cắt thanh long xong, bây giờ mình bắt đầu cắt sữa nha mọi người. Ok. Đấy, cái món này có thể nó là một trong những món là đơn giản nhất nhưng mà lại ít người làm nha mọi người. Rồi giờ mình cho cái lượng sữa vừa phải theo cái ý mình nha mọi người nha. Ok. Rồi bước tiếp theo mình dầm nha mọi người. Thật ra thì khi mà mình dầm á thì ăn nó ngon hơn là mình xay nha mọi người nha. Nó còn nguyên cái chất, nó thơm, rất là thơm. Đấy, cứ thế mình dầm thôi à, đổi màu không mọi người, thấy đổi màu không? Sữa nó quyện với lại thanh long á. Thanh long ruột tím đỏ này nó ngon lắm mọi người. Thanh long sạch nha. Ở đây là học trò cha chồng á, để dành một vài cây á mọi người, đem biếu. Hấp dẫn lắm mọi người ơi. Cái này mà trời nóng thôi, đi về có một cái ly này hết ý luôn mọi người. Rồi sau khi dầm xong tiếp tục bỏ đá vô mọi người ơi. Đấy, dễ không? Trời đất ơi, mấy bạn nhỏ là bạn nào cũng biết làm món này ha, ngon lắm. Đợt trước mình có làm một cái tập đó mọi người à, được rất nhiều người hỏi, ủa cái này có kỵ sữa gì không? Không có kỵ nha mọi người, ngày nào mình cũng hay ăn với lại gia đình đó. Mà mấy đứa nhỏ mình rất là thèm món này luôn, ngon lắm. Đó, nồi mà dầm không với đá với sữa là thấy là thèm rồi đúng không? Ồ. Oh. Mà cái nhà nha. Rồi, dùng thôi mọi người ơi. Dùng đó. Ừ, thôi. Thôi, 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 mùi sữa. Rồi, bị nhau cùng đá. Rồi, thấy nó ngon. Còn quá cháy luôn nha mọi người nha. Rồi, mọi người hãy thử làm thử món này nha mọi người nha. Bảo đảm là hết sạch lông và sữa cũng rất là tốt luôn. Ok. Cảm ơn mọi người đã xem bếp nha. Nếu các bạn thích hãy like và share cũng như đăng ký cho kênh mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.